khai báo thô sơ hàng hóa vật tư ban đầu như nào? Chúng ta sẽ vào khai báo số dư ban đầu, vào vật tư hàng hóa. Chúng ta nhìn thấy là tất cả các loại vật tư hàng hóa nó đã hiện lên hết ở đây rồi, kể cả thành phẩm cho đến bán thành phẩm cho đến vật tư hàng hóa là các loại. Trong quá trình này các bạn lưu ý, đối với một cái vật tư mà nó đầy đủ các thông tin như thế này không nói gì, nhưng các bạn nếu mà vật tư không đầy đủ thông tin, các bạn sẽ phải chọn tài khoản và kho cụ thể. Ví dụ ở đây là số lượng tồn là 200, giá trị là bao nhiêu thì nó sẽ tự chia đơn giá ra cho các bạn. Nhưng cái vật tư 6 này nó lại tồn ở hai kho. Thế các bạn xử lý như nào? Các bạn thêm mới một dòng nữa. Nó là vật tư 06, các bạn có thể đánh xi măng PC đây. Nó lại không phải là kho công trình này mà nó lại là kho công trình 1 nữa. Nó là như thế này. Các bạn đánh thêm 10.000. Đấy, ví dụ ở đây là đơn giá là số lượng là ví dụ như 250, tiền là 2 triệu rưỡi hạn, ví dụ như thế. Các bạn lưu lại cho mình. Đấy, thì cái này nó sẽ tồn ở hai kho. Và tất cả các loại vật tư mà các bạn chỉ cần khai báo số lượng, giá trị, nó tự chia ra giá cho các bạn.